Chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh YouTube Bất động sản Bầu Bàng của Hà Giang nhé. Vâng, thì hôm nay Hà Giang sẽ giới thiệu đến anh chị một căn nhà cực kỳ là đẹp anh chị ạ. Nằm tại gần sát với chợ đêm này, vị trí thì cũng ok và nhà thì cực kỳ là đẹp. Và nếu như anh chị mua đầu tư hay là mua để ở đều là thích hợp anh chị ạ. Ở đây thì em đang có mặt tại chợ đêm. Tại vì em quay từ vị trí chợ đêm này và chạy lại căn nhà để anh chị cảm nhận được từ vị trí chợ lại căn nhà là bao nhiêu km anh chị nhá. Nó không tới bao nhiêu km đâu, chưa tới một cây số, chưa tới 500m anh chị ạ. Bây giờ là em đang ở vị trí chợ đêm và bây giờ em sẽ xuất phát chạy lại chỗ căn nhà anh chị nhá. Đây, thì ở đây là mặt tiền đường D3 và trên con đường này bây giờ một lô như thế này ở phía bên tay phải của em á thì một lô 15m ngang 5 dài 30 thì đang có giá tầm khoảng là 3 tỷ 1, 3 tỷ 2 anh chị á. Còn nếu như một cặp nó sẽ rơi vào tầm khoảng là hơn 6 tỷ anh chị nhá. Cho nên là hiện tại bây giờ thì cũng chưa có khách tại vì cái số tiền đã cao quá. Những cái người mà nắm số tiền 5 6 tỷ thì hầu như là bây giờ họ cũng gọi là mắc kẹt ngân hàng hoặc là họ đã đầu tư đâu đó rồi, không có ai có sẵn 6 tỷ như bây giờ đâu anh chị ạ. Đấy, thì đây là con đường D3 và em sẽ chạy lại chỗ căn nhà. Đi qua đây sẽ có một cái ngã tư, người ta gọi là ngã tư Đất Ngọc anh chị ạ. Rẽ trái sẽ đi ra đường N này là N8 này, chạy qua công an huyện Bầu Bàng anh chị nhá. Đó, và chạy thẳng tiếp tục chúng ta sẽ chạy lại trường mầm non An Dương. Và chúng ta sẽ đi qua hai cái ngã tư nữa, đó là ngã tư giao nhau với đường D3 và N35B, và ngã tư đường giao nhau với đường N55B. Và căn nhà đó nó sẽ nằm tại con đường đó là đường N75B anh chị ạ. Đây là một cái căn nhà rất là thích hợp cho những anh chị nào mua để mà ở anh chị nhé. Tại vì nhà thì cực kỳ là đẹp. Đấy. Phía đằng sau thì có 3 phòng trọ. Mỗi phòng hiện tại bây giờ nếu mà cho ở thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 900 ngàn một phòng. Đấy. Và ở phía đằng trước sẽ là một căn nhà. Và căn nhà thường thường người ta ở đây cho thuê tầm khoảng là 3 triệu một căn anh chị nhé. Đấy, thì ở đây đường nhựa này là lòng đường nhựa 8m, vỉa hè mỗi bên là 4m anh chị. Anh chị có thấy cái nhà xanh xanh đó không ạ? Đó, chính là cái căn này anh chị. Vâng, thì bây giờ em sẽ dừng xe lại đây, cất xe đi để cho anh chị quay cho anh chị xem cho nó tưởng tình rõ ràng hơn ha. Đó, và ở phía trên mái người ta đã tô một cái màu xanh rất là đẹp anh chị nhá. Đó, thì ở đây là cái mẫu ở phía đằng trước anh chị. Đó, màu xanh xanh đó anh chị thấy không ạ? Và ở đây thì dân cư ở kín hết rồi, còn đối diện ở xung quanh á thì là một bãi đất trống, hiện tại người ta đang bán đất và cho người dân mua về và tự xây anh chị nhé. Căn nhà này hiện tại ở phía mặt trước thì người ta đã làm cổng rào và chuồng thế này rồi để cho anh chị nào mà bỏ xe hơi, bỏ xe máy cho nó an toàn anh chị ha. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng tiến trong vào căn nhà để xem phòng khách nó như thế nào anh chị nhé. Đó, anh chị thấy không? Một căn nhà cực kỳ là đẹp với diện tích ngang 5, dài 30, phun thổ cư 100% đất ở đô thị. Một căn nhà cộng 3 phòng trọ và giá chỉ có là 1 tỷ 650 triệu anh chị nhé. Đó. Và ở đây sẽ có một cái phòng khách này, đi lên đây sẽ có một cái phòng bếp anh chị này. Đó, phòng bếp cộng với một cái toilet. Còn ở trên lầu thì có những gì thì bây giờ cùng mời anh chị cùng theo em lên lầu để chúng ta xem trên lầu có những cái gì anh chị nhé. Cầu thang thì là cầu thang đúc anh chị. Đó. Và lan can thì làm bằng gỗ luôn anh chị, sắt và kết hợp với gỗ anh chị nhé. Lên trên gác rẽ phải thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ. Đó, một cái phòng ngủ đây anh chị. Đấy, một phòng ngủ riêng biệt luôn anh chị. Và kế bên đây chúng ta sẽ có một cái phòng tắm ở bên đây anh chị ha. Đó, một cái phòng tắm. Và lùi lại chúng ta sẽ rẽ trái để xem là ở ngoài đây có những gì anh chị ha. Vâng, thì ở ngoài đây chắc chắn sẽ có thêm một cái phòng ngủ nữa anh chị nhé. Một cái phòng ngủ sơn màu xanh rất là mát, rất là đẹp. Còn ở ngoài đây sẽ sơn màu trắng anh chị ha. Và đi ra đây chúng ta sẽ có lan can, một cái ban công ở ngoài đây. Đấy. Một cái ban công ở ngoài đây anh chị nhá. Đó, một cái ban công nhỏ. Vậy sáng sớm có thể ngủ dậy đứng đây và tập thể dục, rồi có thể là đứng hút thuốc. Và hướng này là hướng nam cho nên là đón gió nam thì rất là mát anh chị ha. Căn nhà này là hướng nam, ở đây là một cái phòng thờ anh chị nhá. Một phòng thờ và hai phòng ngủ kết hợp với một cái nhà tắm anh chị nhá.
Và ở đây là căn kế bên thì người ta đã ở kín như thế này rồi anh chị. Và phía đằng sau thì có như vậy là ở đằng sau thì có ba cái phòng trọ ở đằng sau anh chị nhá. Và nhà thì được xây rất là đẹp anh chị ạ. Đây. Ở đây á thì cách với trường mầm non Ánh Dương nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 100m anh chị nhá. Đấy, nếu mà đi tắt ngoan qua đây thì nó sẽ rơi vào 100 cho đến 150m anh chị. Đấy, rất chi là gần anh chị nhá. Rồi, nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư cũng như là có nhu cầu ký gửi nhà đất, hãy liên hệ với Hà Giang qua số điện thoại 0356555579 anh chị nhé. Và nếu như anh chị nào có nhu cầu review bất động sản thì anh chị cũng có thể liên hệ Hà Giang. Hà Giang sẽ review bất động sản miễn phí cho anh chị ha. Đấy, còn nếu như mà khu vực mà xa quá thì Hà Giang sẽ lấy một chút tiền xăng. Đấy. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại anh chị ở các video lần sau. Xin chào và tạm biệt.